Xin chào mọi người, mình là Aichi. Đây là một chiếc video về hướng dẫn móc nen hoa lưu ly. Đây là một trong những loại hoa dễ móc nhất cho những bạn chưa biết móc nen. Nen mình sử dụng ở đây là nen miêu cốt tông. Nếu bạn là một người chưa biết móc nen thì bạn nên tham khảo nen miêu cốt tông 125g thì nó sẽ dễ móc hơn. Kim móc sử dụng là 2.5mm. Ngoài ra cần thêm keo nến, cành và kẽm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học móc nhé. Đầu tiên sẽ móc phần cánh hoa. Một bông hoa lưu ly như thế này thì sẽ gồm 5 cánh. Và chúng ta sẽ móc lần lượt theo từng cánh. Tạo một nút thắt. Có rất là nhiều cách để tạo nút thắt. Mọi người có thể thao tác như video. Cách này nó khá là dễ. Như vậy là xong nút thắt. Ở cách thứ hai, chúng ta đặt sợi len ngắn lên trên sợi len dài, sau đó gập xuống, kéo phần giữa len, đã tạo thành một nút thắt rồi. Sau đó điều chỉnh độ to nhỏ trên đầu của kim móc. Như vậy là đã xong một nút thắt. Tiếp tục lên 4 mũi bính. Cách lên dây bính như sau: đặt kim móc lên trên của sợi len, sau đó kéo sợi len qua nút thắt. Như này đã được một mũi bính. Tiếp tục móc mũi bính thứ hai. Và đây là mũi bính thứ ba. Mũi bính thứ 4. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi kép vào chân mũi đầu tiên. Đây chính là chân mũi đầu tiên. Quấn một vòng trên kim móc. Sau đó đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên. Kéo sợi len qua chân mũi. Tạo thành 3 vòng trên kim móc. Kéo sợi len qua 2 vòng trên kim móc đầu tiên. Và kéo sợi len qua 2 vòng trên kim móc cuối cùng. Rồi tiếp tục lên 3 mũi bính. 1 2 3. Sau đó lại đâm vào chân mũi đầu tiên. Móc ở đây một mũi trượt. Kéo sợi len qua chân mũi. Rồi dùng cái vòng đầu tiên kéo qua vòng thứ hai. Như vậy là đã xong một cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục sang cánh hoa thứ hai. Chúng ta lên 3 bính. 1 2 3. Sau đó móc một mũi kép vào chân mũi đầu tiên. Tiếp tục lên 3 mũi bính. 1 2 3. Sau đó trượt vào mũi trượt vào chân mũi đầu tiên. Như vậy đã xong cánh hoa thứ hai. Tiếp tục cánh hoa thứ ba cũng móc tương tự như vậy. Lên 3 bính. Sau đó móc một mũi kép vào chân mũi đầu tiên. Rồi lên 3 bính. 1 2 3. Rồi trượt vào mũi trượt vào chân mũi đầu tiên. Ở cánh hoa thứ 4, thứ 5 chúng ta cũng móc tương tự như vậy.
Khi móc xong cánh hoa thứ 5 thì kéo sẽ len lên, sau đó dùng kéo cắt đoạn len. Phần len thừa này chúng ta sẽ dùng kim móc kéo cái sợi len thừa đấy xuống. Như vậy đã xong phần cánh hoa. Mỗi một màu mọi người móc 7 bông như thế này. Tiếp tục sau móc lá hoa sẽ móc 3 cái lá. Đầu tiên là tạo một nút thắt, sau đó móc lên 18 mũi bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám. Ở đây bỏ qua cái mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Khi móc lá chúng ta sẽ vừa móc vừa luồn thêm kẽm, đặt sợi len và kim móc dưới phần kẽm, đặt sợi len và kim móc dưới phần kẽm, đâm kim móc qua chân mũi rồi kéo len qua. Lúc này lưu ý nhớ để phần kẽm lên trên sợi len. Sau đó kéo sợi len qua hai vòng trên kim để tạo được mũi đơn đầu tiên. Ở chân mũi bên cạnh, tiếp tục móc một mũi đơn. Chân mũi bên cạnh tiếp tục móc một mũi đơn. Như vậy ở ba chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc vào một mũi đơn, và ở 13 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc vào một mũi nửa kép. Quấn một vòng trên kim móc, sau đó đâm vào chân mũi, kéo sợi len qua tạo thành 3 vòng trên kim móc, sau đó kéo sợi len qua 3 vòng trên kim móc. Như vậy đã tạo thành một mũi nửa kép. Ở chân mũi bên cạnh, chúng ta lại tiếp tục móc một mũi nửa kép. Như vậy đã được mũi nửa kép thứ hai. Cứ lần lượt mỗi chân mũi một mũi nửa kép như vậy cho đến mũi nửa kép thứ 13. Móc xong mũi nửa kép thứ 13 thì chúng ta sẽ còn một chân mũi cuối cùng. Ở chân mũi cuối cùng này thì chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi nửa kép. Mũi nửa kép đầu tiên vào chân mũi. Mũi nửa kép thứ 2 vào chân mũi. Mũi nửa kép thứ 3 vào chân mũi. Vòng sang phía bên kia để móc. Ở 13 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc vào một mũi nửa kép. Tổng sẽ có là 13 mũi nửa kép. 1 này,
3. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Ở ba chân mũi cuối cùng, mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. 1 2 3 Kết thúc vòng lá thì chúng ta sẽ trượt vào một mũi trượt và mũi đầu tiên của hàng. Phần tiếp theo là sẽ quấn nhụy hoa. Phần nhụy mọi người sẽ dùng len màu vàng để quấn.